Dạ, em xin chào tất cả quý cô chú anh chị. Con đường hướng phía trước này là ra đường 1A nha, ấp 1 Vĩnh Lộc B Bình Chánh. Thì căn nhà muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị là nó nằm gần cái hẻm thông này nha quý anh chị. Thì hiện tại hẻm này chưa có cống nên đường nó hơi bị ứ nước nha. Đây, còn hướng này là ra đường liên ấp 123. Con đường hết nha quý anh chị, do tại nó chưa đổ bê tông thôi. Vị trí này sau thì cũng sẽ làm đường và lắp cống đầy đủ thôi quý anh chị. Thì căn nhà muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị là có hai mặt tiền nha. Thì cái hẻm phía trước này tầm 2 mét quý anh chị. Căn nhà này có diện tích là ngang 4 dài 10, đổ xuống một lầu có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Căn này hướng đông, đã có số nhà huyện, chủ đang rao bán với giá là 1 tỷ 3, mua bán vi bằng. Nhà điện nước sạch có đầy đủ nha quý anh chị. Tại vì hẻm trước nhà nó nhỏ và nó bị ứ nước á, nên giá rẻ quý anh chị. Chứ đường 1A thì nhà giá rất là cao nha. Ở đường 1A thì em có một căn diện tích là 40 mà hẻm thông trước nhà nhỏ nha quý anh chị, tầm 2 mét rưỡi. Căn đó đổ lửng, giá đã là 1 tỷ 250 rồi ha. Khu vực bếp cũng sạch sẽ nha, nó có cửa hậu nữa nha quý anh chị. Bếp thì chưa có tủ bếp trên. Những căn nhà như thế này thì em sẽ đi nhanh cho quý anh chị xem cho nó rõ nha, em cũng không có nói nhiều nha quý anh chị. Tường thì đã ốp gạch cao lên luôn rồi. Cầu thang bằng sắt. Cầu thang này khá dễ đi nha. Ở trên này có 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm quý anh chị. Diện tích 40 nên phòng rất là rộng rãi nha. Đây phòng tắm quý anh chị. Thì không có đặt bồn cầu bên trong ha. Nhà hai mặt tiền nên bên hông rất là thoáng nha. Phòng phía trước thì rất là sáng ha. Bởi vì nó không bị khuất đó quý anh chị. Dạ, em cũng xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi clip. Anh chị nào quan tâm cứ điện thoại trực tiếp số điện thoại của em bên góc dưới màn hình. Anh chị nào muốn biết thông tin thì cứ kết bạn Zalo, em sẽ gửi toàn bộ thông tin căn nhà này ha. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Hẹn gặp lại quý anh chị ở clip sau.